Hello cả nhà, quẩn không? Kỳ rồi có dịp đi qua Mỹ chơi ở một cái khách sạn rất là nice nên bây giờ muốn lên đây chia sẻ với mọi người nè. Khi mà mọi người nghe đến Mexico thì ai cũng nghĩ là Cancun đầu tiên đúng không nè? Nhưng mà kỳ này thì gia đình em đi đến một cái khu vực khác gọi là Playa del Carmen, cũng là cái khu có rất nhiều resort nổi tiếng ở Mexico. Sẵn tiện quảng cáo chút xíu, nếu mà mọi người muốn xem full video thì hãy ghé ngay qua YouTube Cô Gái Đâu Con của em nha mọi người. Mà nếu thương em thì mong mọi người ủng hộ bằng một cái subscribe nha. Ok, không nói nhiều nữa, bây giờ em sẽ nói một chút xíu sơ qua về cái resort này nha. Khách sạn resort mà em ở có tên là Real Palace Riviera Maya, thì đây là một chuỗi khách sạn có bao gồm hơn 200 location. Điều mà em thích nhất ở đây là các trang trí của họ rất là đẹp và sang trọng luôn, với hai tông màu trắng và đen. Nè mọi người có thể thấy nè, là buổi tối họ lên đèn nhìn rất là đẹp luôn ha. Và còn nhân viên ở đây nữa thì rất là nice luôn, nhiệt tình tận tâm. À mọi người nhớ đổi tiền một đồng mang theo nha, bởi vì đa số nhân viên ở đây họ sống nhờ tiền tip á, và maximum một ngày lương của họ chỉ có cỡ 20 đô Mỹ thôi, nên mọi người nhớ đổi và đem theo tiền một đồng để cho tip nha. Giá vé vừa rồi em mua ở trên Expedia là all inclusive cỡ 770 đô một người cho 4 ngày 3 đêm, bởi vì đó là tuần lễ Columbus Weekend đó mọi người, nên giá sẽ hơi cao chút xíu nha. Nếu như mà mọi người đi vào những lúc off season thì sẽ rẻ hơn nhiều. All inclusive có nghĩa là đã bao gồm vé máy bay, hotel và ăn uống. Tất cả những đồ ăn thức uống ở đây mọi người có thể ăn thoải mái, thỏa thích, đặc biệt là những thức uống như alcohol, rượu, bia, cocktail, nước ngọt, cà phê, mixed drink, cocktail, vân vân. Nói chung là ăn uống thoải mái. Ở đây thì có rất nhiều các hoạt động vui chơi giải trí. Ví dụ như buổi sáng thì mình có những cái activity rất là vui nha, như là Latin dance nè, water aerobic, beach party, vân vân. Mọi người nên mang và sức kem chống nắng kỹ để không bị rát da nha. Mỗi đêm là sẽ có một cái activity khác nhau, họ có là neon pool party nữa nha, nhưng mà khi em đến thì không có trúng ngày đó. Mình có buổi tối là ca nhạc live music rồi có nhảy múa. Đêm tiếp theo thì là silent disco, là mọi người có một cái headphone rồi mình nghe và nhảy theo nhạc. Khung cảnh bên ngoài thì khá là yên tĩnh nha, nhưng mà nhạc ở trong cái headphone thì rất là lớn, nhạc hay và sôi động, rất là vui luôn mọi người ơi. Mỗi đêm mà nhảy cỡ 2 tiếng đồng hồ như vậy chắc là mình sẽ burn được rất nhiều calorie đó mọi người, mà lại vui nữa. Đêm nữa thì họ có một cái gọi là white party, rất là đông vui luôn. Trước khi đi thì họ có một cái team để vẽ mặt và gắn kim tuyến cho mình, rất là dễ thương, và mọi người ai cũng mặc đồ trắng hết nè. Mà không mặc đồ trắng cũng không sao, vì đến đó là rất là vui rồi. Tập trung tất cả 6 cái real location lại một chỗ. Vì cái white party nằm ở real tequila, khác cái location mà em ở, thì họ có xe bus đưa đón mình rồi chở đến cái real này, là cách đó cũng cỡ 5-7 phút đi bộ thôi, cũng gần lắm. Nhạc DJ thì rất là hay và các vũ công nhảy rất là nhịp nhàng, sôi động. Tất cả các khách du lịch ở đây họ rất là happy luôn mọi người. Enjoy và so much fun. Nhảy một hồi mà mình thấy mệt và nóng quá thì có cái phòng gọi là sports lounge, thì vô đây mình sẽ có đầy đủ là có quầy bar, game, bia và máy lạnh. Sau phần các hoạt động vui chơi giải trí rồi thì mình sẽ nói tiếp đến các nhà hàng ở đây nha mọi người. Thì gồm có 6 nhà hàng chính là nhà hàng Nhật, Ý, Mễ, Fine Dining, Steakhouse và một cái nhà hàng buffet lớn, và có rất nhiều quầy bar nhỏ nữa. Em thích nhất ở đây là cái nhà hàng Ý nha, bởi vì cái creamy pasta họ làm rất là ngon và còn có pate gai ngỗng nữa. Nói chung là bây giờ khi đang edit cái video này thì em cảm thấy rất là nhớ chỗ này. Steak thì em hay order loại medium rare, mềm và ngon. Thêm nữa là cái nhà hàng Steakhouse mọi người có lobster, cũng như lúc nãy em đã nói là all inclusive, thì mọi người muốn ăn bao nhiêu phần thì tùy ý nha, ăn bao no luôn. Xin lỗi nãy giờ nói nhiều quá về cái resort mà quên nói về cái bãi biển ở đây. Có lẽ do em may mắn thì đi vào tháng 10 biển rất là sạch, cát trắng, nước biển xanh ấm, không có rêu. Còn hồi năm kia khi em đi ở Cancun Hotel Zone, cũng là resort này luôn nè, tên là Real Palace Peninsula, cũng rất là tốt luôn, thì vào tháng hè 6, 7, 8 vẫn có rêu nha mọi người. Nãy giờ vừa nói rêu vừa nói riêu chắc là mọi người bấn loạn luôn ha. Còn một điều nữa, nếu mà mọi người muốn đi ra ngoài đi tour á, thì nhớ hỏi fanpage nha, xem coi người bán tour ngồi ở đâu và người ta sẽ chỉ cho mình. Em thích đi tour những cái công ty này nè, bởi vì họ sắp đặt rất là chu đáo nha mọi người. Mọi người đi thử Explore, Zipline, Xcaret, đi tour với những công ty lớn này thì sẽ rất là an toàn, và nhớ đi qua thử đảo Isla Mujeres nha, cũng đẹp lắm. Rồi nói túm gọn lại là chuyến đi du lịch này gia đình em rất là hài lòng với cái resort và em cũng highly recommended luôn cho cả nhà nha. Còn bây giờ thì back to reality, thôi đi về và đi cày tiếp. Mọi người có hotel nào hay vui vui đẹp đẹp nhớ recommend cho em với nha. À quên nữa, sân bay khi nhập cảnh vào Mỹ thì rất là đông nha mọi người, gate line cũng hơn 40 phút đó. Cảm ơn cả nhà, nhớ bấm like và follow em nha.